Cảnh sát Úc bắt một người đàn ông tài trợ cho khủng bố tin từ Melbourne, Úc. Cảnh sát Úc đã lục soát nhiều căn nhà ở Melbourne và truy tố một người đàn ông tội tài trợ cho một tổ chức khủng bố. Úc đang nỗ lực tìm kiếm và bắt giữ thành phần Hồi giáo cực đoan trong nước. Cuộc hành quân vào ngày hôm nay được thực hiện theo tin tức của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, nhỏ hơn nhiều so với các cuộc hành quân trong đầu tháng này. Phụ tá Neil Gauthen của Chỉ huy trưởng Cảnh sát Liên bang Úc nói rằng cuộc hành quân Operation Hohenzollern trong ngày hôm nay đã huy động 100 cảnh sát liên bang và cảnh sát tiểu bang Victoria sau khi nhận được tin tức do Sở Điều tra Liên bang Hoa Kỳ cung cấp. Cảnh sát Úc đã truy tố một thanh niên 23 tuổi chưa cho biết tên đã tài trợ một tổ chức khủng bố qua trung gian một người Hoa Kỳ với số tiền là 10.500 Mỹ Kim. Trong tuần trước, cảnh sát Úc đã bắn chết Abdul Numan Haidi, 18 tuổi, sau khi anh ta tấn công cảnh sát khủng bố bằng dao. Úc đang quan tâm đối với con số thanh niên qua Trung Đông tham chiến. Một công dân Úc đã đánh bom tự sát ở Baghdad trong tháng 7 và hình ảnh đưa lên Internet cho thấy là hai người Úc đã chặt đầu quân nhân Syria. Thủ tướng Tony Abbott nói rằng ít nhất đang có 150 người Úc ở Trung Đông đang tham chiến với phiến quân quốc gia Hồi giáo hay các lực lượng Hồi giáo khác. Chính quyền tin tưởng là đã có ít nhất 20 người đã trở về Úc và thành phần này là mối đe dọa lớn cho an ninh của Úc. Chính phủ Thủ tướng Abbott đã đưa phi cơ và quân nhân qua Trung Đông để tham gia chiến dịch không kích phiến quân quốc gia Hồi giáo do Hoa Kỳ lãnh đạo.